tôi đi về chỗ nào là tôi đi một chỗ ăn. Các anh ở đây là quay tôi là phạt tôi tiền. Người phụ nữ không đeo khẩu trang còn lớn tiếng thách thức chống đối công an. Vụ việc được người dân ghi lại được mới đây tại đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Theo đó, người phụ nữ bảo đi chợ thuê nhà ở trong ngõ này nên đi mua đồ thiết yếu không có tiền nộp phạt. Nhưng chị không đội mũ, trước đó còn không đeo khẩu trang, không có giấy đi đường. Người phụ nữ kéo khẩu trang xuống lớn tiếng thách thức công an. Tôi không có tiền và tôi không nộp phạt, còn giấy tờ tôi để ở nhà được chưa? Các giấy tờ cá nhân như là chứng minh nhân dân, người này đều không xuất trình được. Ngay cả việc khai báo địa chỉ đang tạm trú, người này cũng không khai báo. Mặc dù các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt liên tục giải thích yêu cầu người phụ nữ này chấp hành, đồng thời yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng người này vẫn không chấp hành. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa người phụ nữ này về trụ sở công an và lập biên bản xử phạt. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều dân mạng ngao ngán để lại hàng trăm bình luận lên án ý thức kém cỏi của người phụ nữ này. Trông ăn mặc đẹp đẽ thế kia mà lại ăn nói kém văn minh quá, phạt thật nặng vào. Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi, hy vọng hành vi của người phụ nữ này sẽ được cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.